Từ trước đến nay, ngành ngân hàng luôn được coi là một trong những ngành có mức lương cao nhất và ổn định nhất. Do vậy, đây cũng là một trong những ngành thu hút nhất khi vào mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, sức hấp dẫn càng lớn thì đòi hỏi của các nhà tuyển dụng càng cao và thử thách càng cam go. Trước khi chọn ngành ngân hàng, liệu các bạn học sinh và phụ huynh đã hiểu cặn kẽ về cơ hội và thách thức của ngành này hay chưa? Sinh viên mới ra trường cần gì để nâng điểm trong mắt nhà tuyển dụng? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với tiến sĩ Thân Thị Thu Thủy, Phó trưởng khoa Ngân hàng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào cô và xin cảm ơn cô đã đến với chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà Thúy Vân muốn đặt ra cho cô là năm nay theo dự đoán của một số hãng tư vấn nhân sự thì các ngân hàng sẽ có nhu cầu tăng nhân sự. Không biết là với cô là một chuyên gia trong lĩnh vực này thì cô thấy nhu cầu năm nay của thị trường như thế nào đó cô? Thì năm 2015 là một cái năm cuối cùng để thực hiện cái quá trình cơ cấu lại cái hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong quá trình tái cơ cấu thì vừa qua rất nhiều ngân hàng đã sa thải hàng loạt nhân viên. Nhưng mà cái việc sa thải đó là sa thải những nhân viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như là không đủ năng lực để mà đáp ứng yêu cầu đổi mới. Và trong năm 2015 thì một số ngân hàng đã dần đi vào ổn định, thì chắc chắn các ngân hàng thương mại đó cũng phải cần một cái đội ngũ nhân sự. Có thể thấy là hàng loạt rất nhiều cái thông báo tuyển dụng vào năm 2015 của rất nhiều ngân hàng, ví dụ như là Vietinbank, BIDV, rồi OCB, MB. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều ngân hàng của nước ngoài cũng thông báo tuyển dụng, ví dụ như là HSBC, ANZ và Citibank. Vậy thì với một nhu cầu tuyển dụng lớn như vậy thì không biết là số sinh viên mới ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu đó không thưa cô? Khoa ngân hàng là một trong những khoa có quy mô đào tạo lớn của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hàng năm khoa ngân hàng đào tạo và sinh viên ra trường vào khoảng từ 400 sinh viên cho đến 450 sinh viên. Cái quan trọng nhất mà khoa ngân hàng quan tâm là cái số lượng sinh viên mình đào tạo ra có nhận được việc làm hay là không. Thì một cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 12 năm 2014 cho sinh viên của khóa 36, tức là vừa tốt nghiệp. Thì kết quả khảo sát nó có những cái tín hiệu rất là đáng mừng là khoảng 80% sinh viên của khoa ngân hàng là có việc làm sau 3 tháng. Còn cái số còn lại thì có thể xin việc làm được từ 4 đến 6 tháng. Thưa cô, cũng có thông tin là các ngân hàng thường ngại tuyển những sinh viên mới ra trường. Vậy thì lý do là gì thưa cô? Thật sự thì cái việc ngần ngại á, tuyển sinh viên ra trường có thể nó tồn tại tại một số ngân hàng trước đây. Còn hiện nay thì cái việc ngần ngại đó thì nó cũng giảm bớt đi. Và tôi nghĩ rằng cái lý do mà ngần ngại tuyển sinh viên ra trường cũng có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà chủ yếu là một sinh viên vừa mới ra trường thì chắc chắn chỉ được trang bị về kiến thức nền tảng mà thôi, thiếu thực tế và thật sự là thiếu cái kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Các ngân hàng hàng năm vẫn bồi dưỡng, tổ chức những cái lớp để mà bồi dưỡng nhân viên hoặc là nghiệp vụ. Và bên cạnh đó thì một số ngân hàng buộc phải đào tạo lại. Thưa cô, với một bạn sinh viên mới ra trường và xin việc làm thì ngoài kỹ năng và nghiệp vụ thì thái độ cũng là một điều rất quan trọng. Thì với cô là một chuyên gia, cô có lời khuyên nào cho các bạn không ạ? Thái độ là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Bởi vì bản thân của ngành ngân hàng là một cái ngành dịch vụ, cho nên là đối với sinh viên bao giờ cũng phải có một thái độ cởi mở, thân thiện và nhiệt tình. Đối với một nhân viên ngân hàng thì thật sự kỹ năng, nghiệp vụ và thái độ rất là quan trọng. Như vậy thì mỗi sinh viên phải tự rèn luyện và học hỏi để tạo cho mình những yếu tố đó. Như vậy thì ngay trong khi còn đi học thì trên giảng đường các sinh viên phải biết tiếp thu các kiến thức của các thầy cô, và cái quan trọng nhất là làm sao phải biến cái kiến thức đó thành kiến thức của mình, và cũng phải là một thành viên tích cực của các nhóm thuyết trình, của bài tập nhóm. Bởi vì thông qua đó sẽ tạo ra một kỹ năng mềm, biết cách làm việc nhóm cho sinh viên. Trong thời gian thực tập, mặc dù thời gian rất là ngắn, thì sinh viên cũng phải biết tự mình chủ động trong vấn đề tìm hiểu các nghiệp vụ chuyên môn. Và cái quan trọng nhất theo tôi là phải biết so sánh và phải tìm ra được cái khoảng cách giữa cái lý thuyết mình đã được học cũng như là cái thực tế tại ngân hàng. Thưa cô, ngành ngân hàng được xem là một ngành công việc nhẹ, ổn định và lương cao.
Tuy nhiên, thực tế của ngành này thì rất áp lực. Vậy thì với cương vị là một chuyên gia, trước thềm xét tuyển, cô có lời khuyên nào dành cho phụ huynh và học sinh không cô? Ý thứ nhất cho rằng làm việc trong ngân hàng thì công việc nhẹ. Theo tôi thì cũng đồng ý là công việc nhẹ. Nhưng mà cái công việc nhẹ đó thật sự là lao động về mặt chân tay, còn thật sự lao động về mặt trí óc rất là nặng nhọc. Và ý kiến thứ hai thì cho rằng lương cao. Thì thực sự hiện nay chưa có một cái thống kê chính thức về thu nhập của nhân viên của ngành ngân hàng. Nhưng mà trong báo cáo thường niên của một số ngân hàng vào năm 2013 thì lương của một nhân viên tại một ngân hàng trung bình một tháng thấp nhất là 8 triệu và cao nhất là 18 triệu. Thì với những con số đó cũng có thể cho chúng ta so sánh với những ngành nghề khác. Và ý kiến thứ ba thì cho rằng là làm việc trong ngân hàng công việc ổn định. Thì tôi đồng ý với cái ý kiến đó, với nhận xét đó. Tuy nhiên là đối với những nhân viên thực sự yêu nghề nghiệp và yêu cái công việc của mình. Bởi vì sao? Giữa các ngân hàng do có một cái khoảng cách giữa mức thu nhập khá là lớn. Trong khi đó thì cái công việc của họ thì không khác nhau. Cho nên là trong thời gian vừa qua, thật sự nó có một cái sự thuyên chuyển của nhân viên ngân hàng này qua cái ngành khác. Ngân hàng thực sự là một cái ngành dịch vụ. Cho nên là hiện nay là một cái ngành chịu áp lực rất lớn trong quá trình cạnh tranh. Tuy nhiên thì năm 2015 thì tôi nghĩ rằng các em sinh viên có thể chọn học tại ngành ngân hàng. Bất kỳ một cái ngành nào, kể cả ngành ngân hàng, thì sau một cái thời kỳ suy thoái thì chắc chắn sẽ là một thời kỳ hưng thịnh và phát triển. Vâng, Thúy Vân xin cảm ơn những chia sẻ của cô rất nhiều và cảm ơn cô đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô.